Anh yêu em được bao lâu? Xem sớm nhất trên Vion. Thanh xuân trôi thật nhanh như gió bay, tình yêu lẫn trốn khi mà ta ngỡ tìm thấy. Dẫu cho mỗi lần yêu tim đớn đau, vẫn cứ ngây ngô yêu như lần đầu. Mong sao ngày mai tạnh cơn mưa nắng sẽ mang câu vòng trở về. Anh yêu em thương em được bao lâu nữa, tất cả sẽ đến lúc phải nhà. Nếu em vẫn yêu dư thì tình yêu sẽ về đâu? Liệu rằng một sớm mai thức dậy người vẫn đây, hay trái tim sẽ thêm một lần vỡ tan? Anh yêu em thương em được bao lâu nữa, bao nhiêu thứ đã hứa bỗng dư thừa. Nếu em vẫn yêu dư thì tình yêu có bền lâu? Một mình em cũng giấc mộng về đôi mình, thế nhưng anh vẫn cứ mãi hững hờ nên giấc mơ vỡ tan tành. Một mình em cũng giấc mộng nên giấc mơ vỡ tan tành. Tôi biết rồi. Tôi lên liền đây. Anh đi làm, em ở nhà nghỉ ngơi nha. Quýnh ơi, em mệt. Anh ở nhà với em được không? Em đừng như vậy nữa. Sức khỏe em đang hồi phục tốt lắm. Suy nghĩ tích cực đi. Làm sao mà anh ở nhà với em hoài được? Nhà mình nhiều tiền mà anh. Với lại chị hai em cũng giàu lắm. Anh ở nhà với em là được rồi. Nha. Lý do gì anh phải ăn bám chị hai của em? Chỉ vì em thích hả? Anh nói dối em. Anh đi làm để anh gặp nhỏ đó đúng không? Đừng trẻ con nữa. Chị, em thấy chị còn hơi mệt đó, hãy ở nhà nghỉ ngày đi. Đi làm chứ. Chị không sao đâu. Nghỉ thêm ngày đó đi chị. Cho nó ổn rồi hả đi làm. Có ngày à, dạ. Nghe lại em ở nhà nghỉ đi chứ mệt quá trời, còn đi làm chi nữa. Ủa, anh Hy Đông kìa. Hay là anh muốn chở cho em mình đi làm á? Ờ, đúng rồi, chị đang mệt nè. Thôi sẵn mình đi luôn đi. Đi, đi. Đi. À, chị Minh. Tính ra cũng đâu vô tâm như em nghĩ đâu. Ờ, vô đây, vô đây.
vô chị hai hả? Em đang đi theo xe của anh Đông nè, anh chở nhỏ đó đi làm á. Em đang đi theo ảnh nè, chị hai phải giúp em chứ. Lẹ lẹ giùm em đi anh. Ta hơi ngợp á, hơi ngợp Quân, hơi ngợp Quân. Ủa em thấy bình thường hả? Mọi người có ngợp không mọi người? Em thấy hơi lạnh. Em mệt như vậy xong về nhà nghỉ ngơi đi. Em có bảo là chị nghỉ ngơi đi nhưng mà chị không có chịu. Thôi mặt mà sếp sếp. Sao vậy? Em muốn nói mà người ta không cho. Ôi mà em nghĩ lại rồi. Nếu người ta muốn chịu khổ một mình thì thôi mình cứ để người ta yên luôn đi sếp. Làm gì người ta vậy? Em phải dạy cho nó một bài học chứ ai. Em bị điên hả? Em muốn Hy Đông ly hôn với em đúng không? Chị đã nói với em rồi, cứ việc ngoan ngoãn ở nhà đi. Tất cả mọi việc để cho chị lo có được không? Đi về. Đi về. Em muốn về. Hình như là hai cô cũng quen biết với người đàn ông vừa xuống xe đúng không? Không bị nói lợi dụng. Tôi là người yêu của Khánh Minh, cũng là một trong những nạn nhân bị thằng cha đó lợi dụng. Người yêu của anh mới là người dụ dỗ chồng tôi. Anh là người yêu của cổ, tại sao không biết giữ chân cổ chứ? Khánh Minh của tôi không bao giờ biết dụ dỗ ai nhé. Mà bây giờ ai dụ dỗ ai thì quan trọng gì? Quan trọng là tôi biết được một cách để có thể tách hai chúng nó ra. Cô muốn biết không? Cảm ơn, chúng tôi tự giải quyết. Đi. Liên lạc cho tôi nếu như hai cô suy nghĩ lại. Cảm ơn. Đi về. Vậy mà anh còn dám nói là muốn làm lành với tôi hả? Thì anh tới đây để làm lành với em mà. Anh đừng có nói dối. Anh còn yêu Khánh Minh, muốn quay lại với cổ đúng không? Anh thề. Anh thề là anh không còn bất kỳ. Vô dạng. Anh là ai mà anh dám coi thường tôi như vậy? Rõ ràng anh là người muốn làm lành với tôi. Giờ bây giờ anh ngang nhiên ở trước mặt tôi làm điều này hả Hiếu? Anh đừng bao giờ tìm tôi nữa. Lo mà đi níu kéo người yêu cũ của anh đi. Chẳng ai chịu nổi tính của anh đâu. Này buông. Em còn bệnh, sao mà nhà nghỉ thêm vài ngày? Em tính không nói chuyện với anh nữa hả? Giờ em chỉ muốn làm việc để quên đi mọi thứ. Anh hiểu tâm trạng của em lúc này. Anh đừng tỏ vẻ mình đọc được hết cảm xúc của người khác. Cảm ơn anh cho em đi nhờ xe nhé. Ôi chị nè, nè em mua nha, chứ không phải đại thiếu gia mua đâu. Em định mang qua cho sếp, nhưng mà không ngờ sếp ở đây.
Cảm ơn anh sáng nay đã chở tụi em đi làm. Không có gì. Chị Liên, em gửi tiền cà phê nè. Ôi, tôi đủ tiền bao đại thiếu gia mà. Thiếu gia gì mà thiếu gia? Đừng có chọc em kiểu đó. Có chọc gì đâu. Thôi, chị sợ mang tiếng lợi dụng thiếu gia lắm. Nhưng mà em thích bị chị lợi dụng. Này em nói nha. Lát cho em xin đi trễ tiếng nha, 2 tiếng nha. Có chuyện gì vậy? Đi đâu vậy? Điều chuyện quá. Đừng nói là em lại hẹn hò với mấy người quen qua mạng nhá. Hả? Em vẫn chưa chịu bỏ cuộc hả? Còn thở còn gỡ. Cỏ non chị không gặm mà chị thích gặm sơ dừa hả? Chị cũng lạ lắm đó nha chị Liên. Dạ hôm trước á, anh với em có chat với nhau á, anh nói là anh làm bác sĩ. Thì không biết là anh làm bác sĩ ở bệnh viện nào ha? Anh làm bác sĩ ở bệnh viện lao phổi hả? Bình thường anh hay hút thuốc lắm hả? Đâu có, anh làm bác sĩ anh còn khuyên người ta bỏ thuốc nữa mà. Anh bị sặc nước. Dạ. Bác sĩ vô bệnh viện nhìn ổng không biết ai là bệnh nhân ai là bác sĩ luôn. Xin giới thiệu với anh, hiện tại là em đang làm tại một công ty event marketing. Nè, dạ. Mà sao em làm cái công việc cực như vậy? Cực hả? Em thấy em quen rồi, cũng không có cực gì hết á. Thường, sinh viên mới ra trường á, không kiếm được việc làm, nên hay xin vô những cái công ty sự kiện nhỏ nhỏ như vậy á, để được sai vặt. Nghe anh nói á, làm em nhớ tới là... nhớ tới cái thằng nhóc mà trong công ty của em y chang như anh tả vậy á. À nè. Dạ. Cuối tuần này sao anh? Em có rảnh không? Cuối tuần này hả? Em rất là rảnh. Hay quá. Nếu như mà em rảnh á, em vô bệnh viện đi. Ủa, vô bệnh viện chi anh? Thì vô bệnh viện, anh khám phổi miễn phí cho em. Bây giờ á, có rất là nhiều người bị bệnh lao phổi. Giống như cái cậu đứng sau lưng em kìa. Anh nghĩ á, cậu ta chắc là bệnh nặng lắm luôn á. Em đang làm gì đây vậy uống? Em muốn cà phê. Nè. Dạ. Quen hả? Cũng quen nha. Sao em đi hẹn hò với anh mà lại dẫn theo cái cậu học sinh cấp 3 chi vậy? Dạ. Em á, em không có tôn trọng cái mối quan hệ này. Không Thôi. Dạ. Mình dừng lại đây đi. Ủa sao vậy anh? Chào em. Em nghiêm túc. Anh bác sĩ. À nè, trả giùm luôn ly cà phê. Ủa, anh bác sĩ. Chị Ly. Trời đất ơi,
Chị nghĩ sao nhìn mặt em vậy mà ông nói em giống học sinh cấp 3? Đúng là không có mắt nhìn người mà. Nè, em có biết chị khó khăn lắm mới hẹn được một đối tượng làm bác sĩ không ạ? Bác sĩ? Nhìn ổng em thấy giống bệnh nhân hơn thì có. Chị không cần biết. Bây giờ em làm mất đối tượng hẹn hò làm bác sĩ của chị đó, em chịu trách nhiệm đi. Ok, em sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng cụ thể là gì? Chị có thể nói cho em biết không? Chị, mình gặp anh Minh Hiếu đi. Mình phải gặp anh Minh Hiếu. Em bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại. Em phải tin chị. Chị hứa là sẽ giữ Hy Đông lại cho em. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở nhà, giữ gìn sức khỏe. Em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu. Chị không giữ anh Đông nổi đâu. Anh Đông muốn ly dị với em rồi. Anh nói là anh làm đó. Anh sẽ ly dị với em. Anh sẽ ly dị với em đó. Em bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nghe chị nói. Em thà là em bệnh suốt đời hay là em nằm liệt giường luôn, để anh không tới với ai được hết. Đúng rồi, phải bệnh liệt giường để không tới với ai được hết. Phải bệnh liệt giường. Em bình tĩnh lại đi. Em bình tĩnh lại. Hy Đông, suốt ngày em chỉ có thằng Hy Đông thôi sao? Hy Đông đối với em mới có ý nghĩa hả? Em có biết 3 năm nay chị khổ sở như thế nào không? Chị không có ý nghĩa gì đối với em hả? Chị không có ý nghĩa gì hết hả? Em xin lỗi. Em cũng chán ghét em nữa. Mà không có anh Đông sống không được. Sửa đi con. Uống xong mình ngủ sớm nha. Ủa, mình không chờ ba hả mẹ? Tự nhiên mình mà ngủ sau 9 giờ á là mình không có cao đâu. Con uống sữa đi. Với lại á là ba làm việc có thể là về trễ lắm. Ngày mai con ngủ dậy á là con sẽ thấy ba rồi ha. Dạ. Uống tiếp đi, uống hết đi. Sữa ngon mà. À, ba về. Chào hai mẹ con. Có ngoan không? Cảm ơn em. Em thấy anh về trễ, em nghĩ là bữa ăn hôm nay chắc ế rồi đó. Anh phải dành bụng để về thưởng thức đồ ăn của vợ nấu chứ. Dễ gì mà vợ anh có thời gian để nấu ăn, đúng không? À, em có dẫn mẹ đi khám chưa? Bác sĩ nói là sức khỏe của mẹ cũng ổn rồi, huyết áp cũng ổn định luôn. Nhưng mà mình cũng phải mua đồ bổ gì để bồi bổ cho mẹ. Anh có một bạn Khánh Hòa, để anh kêu nó gửi ít yến vô. Không phải là đồ bổ nào cũng hợp đâu anh. Mình phải tìm hiểu xem coi là cái nào hợp với người bị huyết áp nữa. Được rồi, để anh sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Công việc của anh sao? Ổn không? Cũng mới trong giai đoạn khởi đầu thôi, cho nên là anh chưa có gì khoe với em hết.
Nhưng mà tụi anh á, hợp tác cũng khá ăn ý á. Người làm ăn chung với anh có phải là phụ huynh trong lớp của Tom không? Đúng rồi. Sao anh có thể dễ dàng tin một người mà chỉ mới gặp gỡ trong thời gian ngắn như vậy? Trước đây á, thì anh chỉ làm ăn chung với cái người mà quen biết thôi. Nhưng mà cơ duyên anh gặp Diễm Trinh, anh có cảm giác như là giữa tụi anh có một cái sợi dây liên kết nào. Nhưng mà chỉ đơn thuần là làm ăn thôi, em cũng đừng suy nghĩ gì nhiều. Em đâu có nghĩ gì đâu. Em sẽ tin tưởng anh như anh đã từng tin tưởng em. Xin lỗi vì đã đường đột đến đây mà không hẹn trước. Nhưng tôi cũng không muốn để mọi chuyện đi xa hơn nữa. Thôi được rồi, cô cứ về đi. Tôi sẽ nói chuyện lại với con gái của tôi. Tôi nghĩ rằng chắc là có sự hiểu lầm gì đó. Chứ thật sự nếu như con gái của tôi biết người đàn ông đã có vợ rồi mà cứ lao đầu như vậy, tôi nghĩ không có thể nào xảy ra đâu. Xem bác còn có thể mạnh miệng để bảo vệ con gái mình nữa hay không. Tôi nghĩ rằng con gái của tôi với sếp đi chung với nhau không có nghĩa là họ đã ngoại tình. Thôi, cô cứ về đi. Tôi sẽ tìm hiểu chuyện này. Nếu như thật sự con gái tôi là người thứ ba, tôi sẽ là người đầu tiên cấm đoán nó. Được, tôi tin là bác sẽ giữ lời hứa. Còn nếu không á, thì tôi không biết sắp tới đây tôi sẽ làm những chuyện gì nữa đâu. À, mà nghe nói bác trai đây là một công chức nhà nước đúng không ạ? Cô tính làm gì? Cô đừng có hành xử hồ đồ như vậy. Còn bà nữa, bà cứ suốt ngày bênh nó chằm chằm. Đấy, bây giờ hôm nay người ta đến tận nhà để chửi vào mặt mình. Bà thấy đẹp mặt chưa? Ông làm sao vậy hả? Chuyện còn chưa có rõ ràng sao ông khẳng định con mình là như vậy? Còn cô nữa, nếu như thật sự cô muốn em gái của cô được hạnh phúc, tôi nghĩ rằng cô nên về nói chuyện lại với hai vợ chồng họ đi. Chẳng ai muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình, ngoại trừ chính họ tự tay đập phá nó. Mẹ của anh á, đúng là người phụ nữ có một cái suy nghĩ hiện đại tuyệt vời. Không có đâu. Anh nhìn tay mẹ anh kìa, mẹ cũng lo lắm á, run quá trời luôn kìa. Được, Khánh Minh thật may mắn khi có một người mẹ như là bác đây. Hèn chi cô ta có thể làm bất kỳ mọi chuyện mà chẳng quan tâm đến dư luận. Cô chào hai bác. Gọi nó về nhà ngay cho tôi. Nó đang đi làm. Ông muốn á thì tự gọi nó về đi. Bà, lần này về chết với tôi. Ông tính làm gì hả? Làm gì? Chốc nữa bà sẽ biết. Nè, ông vừa vừa phải phải thôi nha. Dù sao á, nó cũng là con gái của mình đó. Bà đừng có cản tôi. Bà phải để cho tôi dạy nó. Ông, mày kìa, buông ra. Ông làm cái trò gì vậy? Buông ra. Ông buông ra. Ông có thể làm. Ông làm cái trò gì?
để cho tôi dạy nó. Ông dạy theo cái kiểu đó đó hả? Tôi không cho phép. Ông đừng có quá đáng nha. Nếu không đừng có trách tôi. Dạy con. Bà tính làm cái gì? Tôi làm gì hả? Ông cứ đợi đó. Chờ mẹ nha. Hôm nay tao phải cho mày tỉnh ra. Mày bôi cho chát chấu vào mặt cha mẹ. Bây giờ tao phải nhịn mày sao? Con không làm gì sai cả. Anh đã ly hôn với vợ là do cô ta cứ tẹo bám anh hoài. Đừng có nghĩ biện. Chỉ có Phượng không ra gì mới ra mồm cãi chày cãi cối như vậy. Bà thích nghĩ sao cũng được. Trước giờ bà tin người ngoài, có bao giờ bà tin con đâu. Trời ạ. Bà làm cái trò gì đấy? Bao nhiêu năm nay tôi đã nhịn nhục ông bởi vì con vì cái. Bây giờ đã quá sức chịu đựng của tôi rồi. Ý bà là sao? Bà tính bỏ tôi à? Mẹ đi với con. Mẹ, mẹ đừng có đi mà. Mẹ đi rồi con phải sống sao? Con đang mang thai đứa cháu của gia đình này. Bây giờ con cứ ở đây, khi nào sanh xong, nếu như con không thích nữa, con có thể dọn đi nha. Đi con. Bà. Ơi, cái nhà này loạn hết rồi. Mẹ uống nước. Con không ngờ mẹ lại bật lại ba mạnh mẽ như vậy luôn á. Mà mẹ phải làm vậy thì ba mới sợ. Hay là nhân cơ hội này mẹ ở lại đây với con lâu hơn đi. Nè, mẹ làm như vậy không phải là mẹ đứng về phía con với thằng đó đâu nghe không? Mẹ... Chứ còn gì nữa. Mẹ nói thiệt nha, mẹ bỏ đi như vậy á, mẹ biết á, là ba thế nào cũng chì chiết rồi cằn nhằn mẹ. Chì chiết nhiều nữa là khác. Nhưng mà mẹ ghét nhất cái thói á, là lúc nào cũng đổ trách nhiệm lên đầu người khác vậy đó hà. Thì lúc nào ba cũng như vậy mà mẹ. Nhưng mà lần này mẹ làm như vậy, ba không dám coi nhẹ lời mẹ nữa đâu. Còn con á, con không cần phải lo cho mẹ. Mẹ nghĩ bây giờ con nên chấm dứt với cái thằng đó đi. Chứ mẹ thấy là hai đứa không có tương lai tốt đẹp gì đâu. Thật ra anh Đông cũng đáng thương mà mẹ. Trong chuyện này anh ấy cũng là nạn nhân. Chẳng lẽ giờ nó nói gì con nghe vậy hả? Con tin vậy luôn á hả? Thằng đàn ông nào ngoại tình cũng có một bài một à. Là anh không hạnh phúc với vợ của anh, trước sau gì anh cũng phải ly dị cô ta thôi, đúng không? Mà anh Đông không phải loại người như vậy đâu mẹ. Mẹ phải tin vào con mắt của con gái mẹ chứ. Lúc này con chỉ là một đứa con gái mù quáng mà thôi. Mẹ nói con biết nè. Một người vợ mất trí nhớ thì một người chồng có trách nhiệm không bao giờ bỏ rơi cô ta hết. Rồi cuối cùng sao? Con cũng là người khổ nhất. Còn bây giờ nó bỏ vợ rồi nó đi theo con. Thì nếu như vậy thì nó là thằng đàn ông không có trách nhiệm rồi. Thì con sống với nó con cũng là người khổ nhất. Có đúng vậy không? Vậy thì cũng còn tùy mẹ. Với lại cũng phải xem cô ta có mất trí thật hay không nữa. Thôi được rồi. Nói chung á là bây giờ mẹ sẽ ở đây cho đến khi nào á con với nó chấm dứt. Mẹ sẽ về. Thằng Linh đâu? Linh, sao không dọn cơm? Ê, không nhớ quá.
ba không thấy sự có mặt trong nhà này của em sao? Thì ba biết rồi đó, mẹ đi rồi, ở nhà ai đâu nấu cơm. Chứ mày rước vợ mày về nhà này làm gì? Ba bắt đầu thấy em có mặt trong nhà này rồi đó. Mà vợ con đang có bầu mà ba. Ngày xưa mẹ của mày, bà nội của mày phải nấu cơm đến 9 tháng 10 ngày rồi mới đi sinh đấy. Đó, thì cũng 9 tháng 10 ngày đó. Chịu đựng từ ngày này sang ngày khác, rồi năm này sang năm khác, chịu đựng không nổi, giờ bỏ đi luôn rồi đó. Mày nói chuyện với ba mày như thế à? Mà này, cái thằng sếp đó nó ở sát cạnh nhà chị mày à? Cái này con không có nói rồi nha, con không biết à. Ủa chứ không phải sáng có cái chị có cái mặt lạnh lùng đó kể hết cho ba nghe rồi hả? Mà công nhận á, ba anh á coi phụ nữ trong nhà này giống như là người hiếp gì kìa đó. Con chào ba. Ông tới đây làm chi vậy? Cho ba ly nước. Dạ. Ông khát nước thì ông uống ở nhà, tự nhiên qua đây đòi uống nước làm sao? Con mời ba. Con mà không cam kết chia tay với thằng đấy, ba qua nhà nó làm cho nó một trận. Ba, người ta có làm gì con đâu. Nè, ông mà làm cái gì ấy nha, tôi ly dị với ông đó. Bà Hâm à, hay là bà muốn chúng nó gạo nấu thành cơm, lúc đó thì bà mới chịu à? Ông mà đụng tay đụng chân với người ta thì ông còn tệ hơn cái con nhỏ hôm bữa đến nhà mình nữa đó. Bà muốn làm sao thì làm, đừng để cho người ta đến cơ quan của tôi lời ong tiếng ve. Lúc đấy thằng đấy sống không yên với tôi đâu. À, thì ra là ông lo cho bản thân ông hả? Tôi tưởng đâu là ông lo cho con gái mình chứ. Ông đó nha, bởi vậy chứng nào tật đó không có thay đổi được. Thật là uổng công bao nhiêu năm tôi sống chung với ông, uổng cả cuộc đời của tôi à. Hay là bà muốn con gái của bà nó cũng uổng công cả đời nó với thằng đấy? Nè con, mẹ muốn gặp cậu ta. Nếu như con thật sự yêu Khánh Minh thì hãy rời xa nó đi. Bác sẽ chấp nhận con nếu như con dứt khoát với vợ cũ của con.
Nhưng mà hiện tại bây giờ thì con vẫn sống chung và chăm sóc người vợ đang đau ốm của con thì... Bác nghĩ rằng tốt nhất là con nên rời xa Khánh Minh. Bác không muốn con bé nó bị tổn thương con à? Thật sự bác không giống như những người mẹ khác. Bác không nghĩ rằng con gái của bác chưa từng kết hôn thì không thể nào lấy người đã ly hôn. Bác cũng không thắc mắc lý do tại sao con lại ly hôn với vợ của con. Miễn sao hai đứa yêu thương nhau là đủ rồi. Nhưng hiện tại con vẫn còn chung sống với vợ của con, mà lại qua lại với con gái của bác, đó là điều không thể nào chấp nhận được con ạ. Dạ con hiểu ý của bác, con xin lỗi vì để bác phải lo lắng. Giả như con là một người sống thì con gái của bác đâu có phải đau khổ như thế này, mà bác cũng không phải áy náy khi nói ra điều này, con có hiểu không? Thứ bảy này có thời gian không? Cậu ta lại nhắn cho con đúng không? Đừng gặp cậu ta nữa. Tôi xin lỗi vì đã đừng đột, nhưng mà nghe bé Ly nói á, hôm nay là ngày giỗ của anh nhà, tôi không thể biết mà coi như không. Cảm ơn anh. Sao lại như vậy? Anh chính là người bạn mà chồng em hay nhắc đến đúng không? Đúng vậy. Ngờ là gặp lại Việt trong hoàn cảnh như thế này. Chồng em bị tai nạn 3 năm trước. Trước lúc anh hấp hối trong bệnh viện á, anh có nói với em là phải tìm gặp anh, nhưng thông tin không có rõ ràng nên em rất khó để tìm anh. Anh đã từng nghĩ ra rất nhiều lý do
để tự hỏi tại sao là Việt không quay về tìm anh. Có thể gặp anh như bây giờ là em quá may mắn rồi. Chắc chắn là anh Việt đã phù hộ cho em như anh. Anh cũng nghĩ vậy. Em sẽ trả lại số tiền mà chồng em đã thiếu và cả lãi nữa. Chuyện đó để từ từ rồi mình tính. Em như chú hết được gánh nặng. Từ nay công việc có anh hỗ trợ em rồi, em không còn gì lo lắng nữa. Đâu phải dễ dàng gì người ta cho mình góp vốn đâu, đúng không? Từ lâu thì em đã không quan tâm đến số tiền đó rồi. Em muốn hùng hay không hùng thì tùy anh thôi. Em không có ý kiến. Con nói chuyện kiểu gì mà hời hợt vậy? Giống như kiểu nói chuyện với người dân vậy đó. Làm vợ khi có cơ hội thì phải biết cổ vũ, động viên chồng mình chứ. Thật sự là con không có ý như vậy. À mà thôi, gia đình mình ăn đi. À, để đồ ăn nguội bây giờ. Con vô lấy chén cho mẹ nha, mời mẹ ăn chung với rồi. Con ăn rồi. Anh yêu em, thương em được bao lâu nữa? Bao nhiêu thứ đã hứa bỗng dư thừa. Nếu em vẫn yêu dư thì tình yêu có bền đâu. Một mình em cũng giấc mộng về đôi mình. Thế nhưng anh vẫn cứ mãi hững hờ, nên giấc mơ vẫn tàn tàn.